Xin chào các bạn, hôm nay mình xin phép giới thiệu các bạn sản phẩm đóng ngắt mạch là MCB và MCCB. Ở đây mình có 3 MCB và 1 MCCB của hãng Chin. Đây là một hãng sản xuất các thiết bị tự động đến từ Trung Quốc. Mình xin phép giới thiệu qua về MCB và MCCB. MCB là thiết bị đóng ngắt mạch thu nhỏ, hay còn được gọi là cầu dao tự động dạng test, là một thiết bị điện được thiết kế để bảo vệ mạch khỏi sự cố do quá tải hoặc ngắn mạch và thường được sử dụng trong dân dụng. MCB thường có dòng cắt định mức thường là 6.000 ampe hoặc là 10.000 ampe. MCB hãng Chin thì có rất nhiều dòng như là NB1, NXB63, NXB125. Và ở đây mình có 3 loại MCB: NXB là 1 pha, 2 pha và 3 pha 4 cực. Trên tay mình đang là MCB với 1 pha, mã số là NXB63C6 là của hãng Chin. 230V là điện áp định mức, C là đặc tính bảo vệ loại C, có 3 loại đặc tính là B, C, D. B là dòng khởi động lớn hơn dòng định mức 3 đến 5 lần, loại C là từ 5 đến 10 lần, loại D là 10 đến 20 lần. Và ở Việt Nam, loại C được sử dụng phổ biến nhất. Tiếp theo, số 6 là dòng định mức với 6 ampe. 6.000 là dòng cắt mạch định mức 6.000 ampe với 2 pha và 3 pha, các thông số đều tương tự như vậy. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối MCB 2 cực với nguồn 1 pha. Dây nóng nguồn sẽ đấu vào đầu vào bên phải, dây gọi nguồn sẽ đấu vào đầu vào bên trái, hai đầu ra sẽ đấu vào tải. MCB hoạt động ở hai chế độ on và off. Ở on là ở phía trên và off là ở phía dưới. Mình đã giới thiệu xong về MCB. Tiếp theo là MCCB. MCCB là thiết bị đóng ngắt mạch dạng khối, hay còn được gọi là cầu giao điện dạng khối. MCCB có dòng cắt ngắn mạch cao, thường là 150.000 ampe, thường được sử dụng trong công nghiệp. MCB của hãng Chin có rất nhiều dòng khác nhau như là NM1, NM7, NXM, NM8N. Ở đây mình xin giới thiệu với các bạn MCB với mã số là NXM125S sạc 3300. In là dòng định mức là 100A. UI là điện áp cách ly định mức là 800V. UIP là điện áp chịu xung định mức là 8kV, hoạt động ở tần số 50-60Hz. Ở phía bên này, ICU là dòng cắt mạch có khả năng chịu đựng được dòng điện lớn nhất của tiết điểm CB trong một giây. ICS là dòng cắt mạch thực tế, với mỗi điện áp sẽ có dòng cắt mạch khác nhau, ví dụ như 220V là 18.000 ampe, ở 400V là 15.000 ampe. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối MCCB 3 pha 3 cực với nguồn 3 pha. 3 dây nóng nguồn sẽ vào 3 đầu vào của MCCB, đánh số là 1, 3, 5. 3 dây đầu ra 2, 4, 6 sẽ đấu vào tải. MCCB khi hoạt động sẽ có ở hai trạng thái on và off. Ở dưới là chế độ off và kéo lên là chế độ on. Và ở đây có nút test để test MCCB định kỳ. Tóm lại, khi lựa chọn MCB và MCCB, chúng ta cần chú ý đến số pha ở nơi lắp đặt thiết bị, sau đó chú ý các thông số của tải để lựa chọn được dòng điện định mức và dòng cắt mạch sao cho phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Phần trình bày của mình đến đây xin kết thúc.